Xin chào anh em nhá, lại là em Tuấn Hải Dương đây anh em ơi. Lần đầu tiên thì em chúc toàn thể anh em đam mê trà màu bên đấu sức khỏe dồi dào nhá. Lên luôn tuyển được cho anh em những chiến binh xuất sắc nhất anh em nhá. Đây, hôm nay trong lồng này hiện tại em đang có 3 con này, anh em nghe nó lổ không? Lổ liên tục luôn anh em nhá. Có trong đây thì có một con nó bị lỗi một móng anh em nhá. Mất một móng anh em ạ. Còn đấy màu lắm anh em ạ. Ba con này đều là ba con bộ khủng anh em nhé. Chim bọn này là được từ 3 ngày đến 1 tuần lồng. Cái em mất móng đấy thì là mới được tầm 3 ngày lồng thôi anh em ạ. Còn em dây màu tím là 1 tuần lồng, em dây màu cam thì tầm 4-5 ngày gì đấy, em không nhớ rõ anh em ạ. Anh em cả nhà mình mà kết con nào cứ alo trực tiếp cho em nhé. Ba con này thì là ba con hàng bóng bộ cực kỳ đẹp luôn anh em nhé. Em nhấn mạnh là bóng bộ cực kỳ đẹp cho anh em. Anh em nào thích bóng bộ đẹp thì hú em luôn nhá. Đấy anh em nghe giọng chưa? Bắn cực kỳ đấy. Đấy anh em nghe chưa? Hàng cực kỳ ok nhá. Em test luôn cho anh em, nó đang đấu nhau kinh lắm anh em ạ. Đây em test luôn cho anh em nhá. Đấy anh em ơi. Đây em dây đang bên trái màn hình anh em ơi. Là đấy con nó nhảy lên là con dây tím anh em nhá. Con này màu dã man luôn anh em ạ. Con này dán đẹp lắm anh em nhá. Em mấy con này mới thì nên là em để điện thoại ở đây nên là quay thì nó đứng ở cầu ngoài thì nó không, sợ nó không đứng anh em ạ. Nhưng nó đứng ở trên cầu đấy anh em nhìn vừa gần mà dáng nó siêu đẹp luôn anh em ạ. Mấy ba em này là ba em hàng tuyển anh em nhé. Đấy cái em dây tím này nổ rấu cực kỳ máu luôn anh em nhé. Dây tím này thì em giao lưu anh em với giá là 1.800.000 anh em nhé. Bao đẹp luôn anh em ạ. Đấy dây tím này. Đấy anh em nhìn quả yếm này. Con này lưng tôm cánh sẹ anh em nhé. Con dây tím đang nhảy này, anh nhảy hót đấu này. Đấy, lưng tôm cánh sẹ một tuần nồng mà da dáng quá đẹp luôn anh em ạ. Đấy anh em nhìn cánh sẹ này, đít nở dã man luôn. Ba con này đít đều lở hết anh em nhé. Hầu bò yếm sâu đậm màu đinh đá lên anh em ạ. Còn cái em dây vàng cũng rất là mau anh em nhé. Em dây vàng kia thì được 4-5 ngày nồng thôi. Dây vàng cam này. Đấy màu lắm anh em ạ. Dây vàng cam thì em giao lưu anh em với giá là 1.400.000 anh em nhé. Đều bóng bộ to dài hết anh em ạ. Đấy, hầu con dây vàng cam cũng khá là to anh em nhé. Cái con dây tím kia mà nó đứng lên cầu chơi thì anh em nét chơi nhìn mãn nhãn luôn. Nắc giật mà đảo cầu tốt lắm anh em ạ. Còn cái em bên tay phải này là bị mất một móng anh em nhé. Nó mất một móng thì em giao lưu anh em với giá là 500.000 cho anh em nào về gột mồi hay giảm tùy anh em. Con đấy em bao đẹp cho anh em nhé. Cái con mất móng này bao đẹp bao mau cho anh em luôn. Vì thật sự thì những con tật nỗi thì hay lắm thì em mới để lại anh em ạ. Còn những con không, tật nỗi mà bình thường em thả hết anh em ạ. Con đấy thì con mất móng đấy thì bao hay cho anh em luôn. Nó gọi là em không nhớ mất móng hay là mất một nửa ngón ấy, em không nhớ. Nên đại khái này em thấy nó cực đẹp nên là em để vào. Con này vẫn đang vào cam dở anh em nhé. 3 ngày nồng thôi anh em ạ. Đấy em dây vàng này máu lắm anh em ạ. Dây vàng này không thua kém đâu anh em nhé. Anh em kết em nào thì cứ alo trực tiếp ạ.